bơi đây mà đã 10 cái vỗ cha con rồi. Lẹ thiệt. Còn mẹ con 15 phải không? Dạ. Năm nào cũng nói làm riêng cho mỗi người mỗi cái đám vỗ. Vậy mà năm nào cũng phải làm chung hai người vô một cái. Không sao đâu, ông bà chắc cũng hiểu mà. Nghèo chán thiệt chứ. Ông trời ơi, con muốn vào. Con muốn vào thiệt vào ông trời ơi. Vào. Ở cái xã chó ăn đá gà ăn muối này, chú mày làm lên tới xã trưởng mà vẫn còn nghèo rất mồng tơi. Muốn vào là phải có vốn. Mà có vốn là đã giàu cha nó rồi, nói chi nữa. Không vốn mà giàu mới hay nha chú. Không vốn mà giàu làm gì? Đừng nói là đào tường khoét vách nha, nhục nhã tổ tông à. Trời, con nói cho chú biết, đào tường khoét vách á là việc làm của lũ phàm phu tục tử. Con nè, giàu khỏe mạnh, giàu nhàn hả, giàu mà người ta nhìn vô mình á, ai cũng trọng vọng mình hết nha chú. Con nói gì nghe ngon quá vậy? Làm gì cho chú làm với? Dạ. Nè, Tứ. Tứ. Ê, dạ. À, con đừng có nói với chú con muốn có vợ nghe. Con muốn lấy vợ giàu phải không? Cái đó đâu phải là ý tội đâu chú. Trời ơi, con ơi con. Nhà cửa gì? Cái vỗ cha làm đàng hoàng còn không được. Nghĩ làm chi cái chuyện đó. Còn có cách. Chú đợi con chút nha. Trời đất ơi, ở đâu ra mà con có cặp nghê này vậy? À, nhà của ai? Bỏ nó, con lụm về. Mày đừng nói đem thứ này đi hỏi vợ nha. Biết đâu được chứ. Nhưng mà chỉ cần á, chú giúp con một tay thôi. Đây, con nói này nè. Ý của con hay lắm đúng không chú? Không, rượu ngon quá. Giấu cái gì giấu? Mày muốn mình biết chỗ này, hay không? Dạ, xong rồi đó chú. Phần còn lại, chú chỉ cần làm theo những gì con nói là được. Có chắc anh hùng con? Không lẽ chỉ có vậy mà con cưới được con ông bá hộ hả? Cứ chờ xem. Mở cân chi? Dạ. Bên nay bạn có gì phải cân lận? Gạo thóc hay heo gà? Dạ thưa ông, gia cảnh của con thiếu trước hụt sau ông biết rồi mà. Làm gì có gạo, thóc, heo, gà mà để cân không? Chú mượn cân để cân cái thứ gì? Dạ. Dạ, dạ thôi. Ờ, không có gì đâu ông. Ông đừng có hỏi con. Con ngại lắm, con không nói đâu. Nô. Dạ. Vô lấy cân cho cậu Tứ mượn. Dạ. Cân đây ông ơi. Đưa cho cậu Tứ đi. Nè cậu. Dạ, con cảm ơn ông rất nhiều. À, chiều mai con mang qua con trả. Ở trong con về. Mày nghe nói gì không? Dạ không, nói gì không? Nó cần cái gì mà không dám nói? Cái thằng này nó không có vừa đâu. Để coi nó cần cái gì. Ông ơi ông. Cái gì vậy? Thằng Tư nó trả cân.
Gì vậy? Trời ơi! Gì mày? Ông ơi! Cái gì vậy? Con đấy không lầm. Đất không, đất không cũng lầm thì ơn. Tự đâu cân vàng. Cái này á ông, chắc nó cân khoai á ông. Cân khoai? Đất. Ủa nó cân cái gì mà dính đất ta? Mà nhà nó đâu có trồng khoai đâu. Mà đâu có tiền nhiều đi mua đất để trồng khoai. Trồng khoai thì nó trồng khoai, có gì đâu phải giấu ta. Bởi vậy tao nghi lắm mà. Thằng này chắc chắn nó làm một cái điều gì ám muội đây nè. Mày á, từ hôm nay mày bắt đầu theo dõi nó nha. Dạ. Ủa, chẳng hay ông đi đâu mà sớm vậy? Chào ông xã, tôi đi qua làng bên có chút chuyện. Ở đây ông xã đi đâu vậy hả? Trời ơi, đi đâu mà tay nải tay xách tay mang vậy? À, cũng không giấu gì ông, thằng Tứ tôi á muốn sửa nhà để cưới vợ. Hả? Nó nhờ tôi kiếm thợ lành nghề, nhưng mà sớm mình á, thợ yếu quá, chắc là phải lên kinh thôi. À, xây nhà để cưới vợ à? Coi bộ nó vừa trúng mánh gì đây. À, cũng chẳng giấu gì với phú ông, nó nhờ tôi kiếm thợ cỡ nghệ nhân, vật liệu hảo hạng, đưa từ kinh thành về, còn giá cả thì khỏi lo. Tôi cũng không biết nó lấy ở đâu ra nữa. Thôi con cháu nó có mừng giùm cho nó. Thôi kêu phú ông tôi phải lên kinh thành đây. Ông xã. Ngon. Chú ruột của nó còn không biết nó lấy tiền ở đâu ra mà xây nhà xây cửa. Không lẽ mà nó đâu có buôn bán làm ăn gì đâu. Chỉ có nước cái của này ở trên trời rơi xuống đây à? Bậy rồi. Cái này không phải ở trên trời rơi xuống, mà dưới đất nó chui lên. Cái vụ mượn cân đó, ông nhớ không? Ừ. Đúng đúng. Ê đúng rồi. Hay là thằng này nó đào được vàng mày, đúng không? Phải nói dối để mượn cân, mà cái cân lại dính đất. À đúng rồi ông ơi. Ủa mà nó đào được vàng thiệt thì sao ông? Đâu liên can dính dáng gì tới mình. Ngu. Cái thằng ăn nói hồ đồ, không có ăn học, học tòi trơn trọi. Tao nói cho mày biết nha, từ hôm nay nha, tất cả ở trong làng này, con nào thằng nào kêu thằng Tứ là nó hay mày thì kệ ta. Còn riêng bản thân của mày á, mày đi theo phú ông, mày phải thể hiện là người có ăn có học, có kiến thức lịch sự. Từ hôm nay không kêu bằng nó đó nha. Không, mày gặp thằng Tứ á phải kêu bằng cậu Tứ, hiểu chưa? Ẩm ông. Trời ơi, sao lần nào cũng vậy? Tôi đang khoan mày để tao hết hồn vậy mày. Cậu Tứ hỏi mượn cân không? Nó mượn cân nữa hả? Dạ. Sao ông? Cho mượn đi. Nhưng mà đợt này á, còn nhớ hỏi coi nó mượn nó cân cái gì. Hỏi thì cũng hỏi rồi, thì nó nói cậu Tứ á, ổng nói là ổng mượn cái cân để ổng cân mấy thứ lặt vặt. Coi bộ không muốn nói. Nó không muốn nói hả? Tao đâu có biết đâu. Thì bởi để chú đem vô rửa. Không, không cần đâu chú. Không được rửa. Con để dơ hay vậy luôn hả? Chôn dưới đất để cho nó dính đất mà. Chú vẫn chưa hiểu ý bay làm sao. Ê, nhìn cũng giống đồ cổ ha. Ai biết đồ ve chai, cho người ta không thèm lấy. Đó, chú hiểu rồi đó. Tức là con nói với phú ông là con chơi đồ cổ hả? Con đâu cần nói. Chú nói mà tự hai con nghe này nói. Mấy người đó sắp chết vì tò mò, thế nào cũng dẫn xác qua đây thôi. Tao biết rồi, nhưng mà con nhà cao cửa rộng kiếm đâu mà lèn người ta hả con? Nhà cao cửa rộng có sẵn hết rồi, cháu của chú không cần phải xây. Chú đừng có lo, chú cứ việc về đi, khi nào có kết quả con sẽ báo.
À. Chú hiểu rồi phải không? Không hiểu gì hết. Thôi mệt chú quá, chú về chuẩn bị đi. Nhanh lên. À. Mệt cái chú này ghê. Cuối cùng là xã trưởng mới hay chứ. Bột chì hay là sắt? Rõ ràng là nó đang căng vàng. Con cũng nghĩ như vậy. Căn cứ vào dấu vết cái cưng này để lại á. Sao con? Chắc chắn một điều là nó không phải cưng khoai. Sao mày nói chuyện quậy giống không vậy mày? Sao ông? Vấn đề là nếu mà đào vàng nó kiếm ở đâu ta? Nó kiếm được nhiêu? Một hũ, hai hũ, hai nguyên hầm. Nếu mà tính xây nhà, vật liệu mà chuyển từ kinh thành về đây, mướn thợ mà cỡ nghệ nhân á, đơn vị không phải tính bằng hũ đâu ông. Cha. À, dạ. Ủa, cái gì vậy cha? Sao tự nhiên thấy con ra cái cha đem cân đi cất vậy? Đâu có gì đâu. Mà con gái của cha đi đâu mà sao sửa soạn đẹp quá vậy? Con có đi đâu đâu. Mẹ nói chiều nay có người tới coi mắt. Cha lú lẫn quá. Bữa nay là coi mắt con là con trai của ông Phú Hộ Tặng đó mà. Nghe cha nói hình như cha không ân lắm đúng không? Con cũng tình ý lắm à. Không có gì. Chỉ là cha muốn con gái của cha đó còn có một người chồng có ít chữ ở trong đầu vậy mà. Cha à, có chữ trong đầu thì có ít tiền ở trong túi. Không phải cha hay nói với con như vậy sao? Cha nói vậy bởi vì đứa cái này mất cái kia. Nói chung là không có ổn con ơi. Nhưng mà bây giờ làm vậy có người nào mà có được hết cả hai? Có một người, để cha tìm hiểu xong á, cha sẽ cho con biết. Bây giờ khoan, hãy gặp con trai của nhà họ Trần. Người cha nói là ai? Cha có lộn không cha? Quanh đây làm gì có người giống vậy? Có, không những có, mà có thể là gần, mà có thể là rất gần nữa đó con. Cậu Tư ơi, con nhà cậu Tư. Trời ơi, vô nhà mà có kiếm mà cái gì kia. Chà, vàng kiểu này sao xảy hết ta? Trời giữ ta, đã giàu dữ ha, mà giấu tôi phải không? Cậu Tư ơi, có nhà không cậu Tư? Dạ có nè. Dạ ông mới qua hả? Ta mới qua. Ông qua mà con không chuẩn bị nhà cửa gì hết, thất lễ với ông quá. Cái cháu quá, chuẩn bị gì? Dạ trôi quá, nhìn không thấy gì trơn, trôi quá. Dạ con mời ông vô uống nước. Hôm nay ông qua tìm con có việc gì không ông? Hàng xóm tối lửa tắt đèn mà đợi có chuyện mới qua hay sao? Tại vì ông làm con hơi bất ngờ. Có gì đâu bất ngờ. Dạ ông ngồi uống nước. Dạ. Chà, trời ơi đẹp quá. Cặp nghe này cậu mua ở đâu vậy? Trời ơi cặp nghe này nó quý lắm nghe. Có gì quý đâu ông.
Đồ đẻ tiền con mua ngoài chợ mà. Cái thằng này bây giờ ghê thiệt. Đồ cổ ngàn năm nó làm đi giống đồ lạc son. Nó có một kho vàng mà dám ngông cái kiểu đó đó. Vậy mà nó kính bưng không ai hay hết trơn trời. Tôi thích thằng nào kính đáo, khôn ngoan, biết điều như nó. Con mình mà lấy được nó là ăn cả đời cũng không hết. Dạ. Dạ mời ông ngồi. Dạ. Dạ dây à, sẵn cậu cũng ở gần sớm đây. Chiều nay có rảnh á, qua nhà tôi làm vài chén được không? Dạ, ông mời thì làm sao con cãi được chứ. Nhớ chưa không? Dạ. Nhớ chiều qua được không? Dạ. Dạ. Nhớ chiều qua nha không? Dạ, con biết rồi. Ông về thông thả nha. Ai? Nói ta nghe coi. Cô ơi, kiếm hôn phu cho cô á thì chỉ có cô với ông mới biết. Sao cô không hỏi ông đi? Cô cứ hỏi con hoài. Ta hỏi mà nếu như cha ta nói thì ta đâu có cần phải hỏi tới ngươi đâu. Ngươi đó, ngươi dính với cha ta như hình với bóng vậy đó. Chắc chắn là ngươi biết. Ai? Nói coi. Con thề với cô là con không có biết. Thôi được rồi, ngươi không muốn nói chứ gì. Vậy thôi, để ta nói với lại cha của ta. Là thằng Nô nó dê dãn con gái của cha, biểu cha để kiếm người khác. Trời ơi cô, con xá cô ba lại. Trời ơi con phục cô thiệt. Cô vừa đẹp mà vừa độc nữa. Kỳ thật á là ông không có nói cho con biết. Con chỉ biết mấy ngày nay á, ông để ý cậu Tứ ở nhà bên. Ai? Ngươi nói cái thằng Tứ nghèo kiết xác đó hả? Cô bậy rồi đó. Cô bình tĩnh nha. Nếu như mồ côi mà lại nghèo kiết xác, không bao giờ lọt vào tầm ngắm của ông đâu. Cô biết rõ quá mà. Mà hình như tên đó đào được hầm vàng hầm bạc gì đó cô. Hầm vàng? Giờ này chưa thấy nó qua nữa. Có cái nào nó nói vậy rồi nó trốn không qua không? Chắc không đâu. Mấy khi được ông Hạ cố mời qua. Nhưng ông ơi, ông tính nhậu là để khai thác, coi cậu Tứ có đào được vàng được bạc gì không. Ủa mà cậu không lộ ra thì sao ông? Thì tốt chứ sao. Tao thích mấy đứa kín đáo vậy. Vậy là ông quyết tâm nhắm cái đám đó cho cô rồi hả? Ờ. Phải coi vỏ cẳng nó sao đã. Ủa ông, cậu Tứ tới rồi ông. Dạ chào ông. Mời cậu ngồi. Cô mong là không qua trễ. Không sao. Mời cậu ngồi. Dạ. Mời cậu ngồi. Nô đang sao chuẩn bị dọn cổ cho ông nha. Dạ. Ngồi đi cậu. Trời ơi, bữa nay nhìn kỹ mới thấy là nhà ông đúng là kỳ công tuyệt kỹ. Tôi nghe ông xã xệ ông khoe, nghe nói chuẩn bị xây nhà. Vật liệu kinh kỳ, nghệ nhân thì tinh xảo. Đó mới là nhà. Ba cái này thì nhầm nhò gì. Ủa, nếu vậy thì ông gặp chú con rồi hả? Trời ơi, nói vậy thôi chứ chú con làm sao mà qua ông nổi. Thằng này nó giờ dịch hay lắm, nhưng mà sao qua mắt khỏi tao được mày. À, làm nhà xong á, chứ có phải thành lập gia thất luôn mấy không? Cậu Tứ đây cũng đến tuổi trưởng thành rồi, phải không? Cô chỉ sợ là bên nhà gái chê con nghèo hèn thôi. Những cái nhà nhất dùng ai dám chê con nghèo. Cậu có đám nào chưa? Để ta làm mối cho. Ta mà nói vô một tiếng nha, không thành cũng phải thành luôn. Dạ, cô không dám giấu gì ông. Nhà con sao thì ông thấy rồi đó. Có sửa sang thì cũng chỉ sơ sài thôi. Mà vừa xong cái là hết rồi. Con đâu vẫn cưới chị cho nhiều. Bởi vì thực tình con vẫn còn ngần ngại. Con chỉ mong là kiếm được người biết thông cảm, thương mình hơn thương của. Có như vậy mới biết được bền lâu.
Đúng là giọng điệu của những đứa căn cơ. Lúc nào cũng sợ người ta ngóng cổ của mình. Nhưng mà mình thích thằng này. Có cổ mà không nổ. Mấy đứa nó ghê lắm. Đòi người không biết mình giàu mới ưng. Cứ từ từ để hỏi lời con Đào rồi mới biết. Chào tiểu thư. Chiều mát, cảnh vật hữu tình, lại thêm có người ngọc ngà đứng đây. Khung cảnh trước mắt tôi lúc này như là một bài thơ. Chàng đừng gọi em là tiểu thơ. Chẳng qua em chỉ là con gái của phú hộ thôi mà. Chẳng phải là chàng sắp xây nhà rộng gấp mấy lần nhà em hay sao? Nhưng mà đối với tôi, nhà nàng là bậc cao sang nhất vùng này. Người như tôi á, nếu như có mơ cũng không dám sánh bằng, chứ nói chi là hơn. Nhưng nếu có ngày được gót ngọc hạ cố, tôi ước sẽ làm đẹp hơn gấp ngàn lần để nàng thưởng lãm. Đúng là người có học nói chuyện có khác. Chàng nói cứ như là làm thơ vậy. Tôi nào có khéo léo gì. Đó chỉ là những lời chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu như nàng bước tới giường tôi nguyện tôi sẽ xây hồ bán nguyệt để cho nàng rửa đôi chân ngọc ngà. Chưa bao giờ có ai nói với thiếp như vậy. Chàng... Nếu như nàng không thấy nhầm tay, chẳng hay tứ tôi được phép mời nàng một đêm nào đó thưởng trăng đàm đạo. Dạ được chứ. Nhưng mà tôi sẽ cho nàng biết trước ngày và giờ. Nàng yên tâm, tôi sẽ kín kẽ, không ai biết được đâu. Thôi, tôi xin chào nàng. Bước đi mới khoan thai làm sao. Không biết ta nhận lời chàng có sớm quá không. Tư ơi. Sao rồi con? Sao rồi? Sao chú? Bây nhậu chung mà ông có đề cập tới chuyện cưới sinh gì không? Dạ không. Ủa, kêu nhậu chi mà không đề cập gì hết ráo. Con có đề cập không? Dạ không luôn. Ủa, cũng không. Vậy rồi Không mà có. Trời ơi, ai chứ cái ông đó đó hả? Có bao giờ vô duyên vô cớ mời người ta qua nhà ổng nhậu chứ? Cũng phải. Đúng không? Nhưng mà chỉ mới thăm dò thôi, chưa có quyết. Chính vì vậy con cũng không có vội vàng gì. Nhưng mà chú nghe phong phanh á, là có mấy công tử con của ông hội để ý con bé đó nghe. Vậy hả? Ừ. Bởi vậy chú cháu mình lần này phải làm một cú dứt điểm. Dứt điểm? Dạ. Làm sao mà dứt điểm được cha con nó? Con nói chú nghe coi. Chú không hiểu hả? Không. Rồi đấy. Sao chú? Nước không à? Trời ơi, mệt chú quá. Con nói lại cho. Vậy là cậu muốn tôi đưa lá thư này cho cô, không đưa cho ông đúng không? Đúng. Đây, tôi trả công cho anh. Ngại quá. Xét thấy ra nhiều chế tài xử phạt thì mệt cho những người có chức việc như chính bản thân của tôi đây chứ chẳng ai khác. Nhưng xét thấy tình hình đạo đức của xã hội đang xuống cấp quá trầm trọng, cho nên hôm nay chúng ta nghị bàn xã ta cần thông qua luật cấm trai trên gái dưới, tình tự nơi công cộng. Hội đồng thấy sao? Nhưng chẳng có tổng cấn quyện nào, ngay cả phép vua cũng không bắt cái tội này. Sao có làng mình bắt? Ê, vậy mới có câu phép vua thua lệ làng. Ăn lộc của triều đình phải sáng kiến đẻ ra chuyện mà làm chứ, chẳng lẽ không? Tóm lại tôi một phiếu thuận. Ông Chánh. Ý ông sao? Ý tôi vậy. Còn ông Hương. Ý tôi cũng như ông Chánh vậy đó. Ông Lý nghe rồi đó, ý ông sao? Ba người đã thuận rồi. Ý kiến của tôi không có còn nghĩa lý gì hết. Vậy là thông qua bãi nghị. À, bây giờ còn phải kêu thằng Mỏ đi phát lệnh mới ở khắp trong làng mới được rồi nghe. Cậu Tứ nói đưa tận tay cho cô, đừng cho ai biết. Đương nhiên rồi,
Bộ ngươi tưởng ta khùng hả? Nè, ngươi đó, ngươi không được hở miệng với ai nghe chưa? Nhất là ông đó. Cậu tới viết gì trong trỏng vậy cô? Nè, mày nói móc tao hả? Con quên, cô không biết chữ. Dạ, bờ tre, giờ tí, đêm rằm. Bờ tre, giờ tí, dạ. Đêm rằm. Dạ. Ủa cậu Tứ với cô mà cũng tính hẹn hò mèo mã gà đồng sao? Hẹn hò ngoài đó người ta quánh giá lắm đó nha. Chưa kể mũi nó chích ta. Dạ. Không phải, ý con là nó lãng mạn lắm á cô. Trời ơi, đêm trăng mà chỉ có hai người. Nè, lo mà giữ mồm giữ miệng nghe chưa? Ngươi mà hở ra, ta cho biến liền đó. Dạ dạ. Con biết rồi. Con sẽ nín, con sẽ im thinh thích, con sẽ lặng câm. Con xin phép cô, chào cô. Dạ. Sao lại hẹn mình ở ngoài bờ tre ta? Ta đâu phải là thứ gái dễ dãi đâu. Nhưng mà đêm trăng ở ngoài đó chắc mát lắm. Chà tính làm gì ta? Làm ta thấy hồi hộp quá à. Không biết ta đang nôn hay là rung động nữa. No. No đâu? No đâu? No. Thằng No đâu? Dạ ông. Mày lần nào dạ cũng nhỏ nhỏ giùm tao, lần nào mà dạ tao cũng hết hồn à. Tao đi tám ở làng bên á, vừa về đầu sớm thì nghe xôn xao làng trên xóm dưới, nó có cái lệ gì mới đó. Lệ gì nói ông nghe coi. Dạ đây ông. Hồi nãy anh mỏ ghé đứa này. Dạ ông đọc đi ông. Mày không mày dạ. Nghĩ sao khi tao đọc kìa? Không quên, cả nhà ông đều thất học. Gì thất học? Lộn, cả nhà ông đều không có học thức. Bậy nữa nè. Sao ông? Mày phải nói là gia đình tao là không có bà con với cái chữ này. À dạ, không có bà con. Nói tụi mày mà không. Dạ để con đọc cho ông nghe nha. Không đọc sao nghe? Dạ chiếu làng quả tóc. Nay bố cáo toàn thể dân chúng. Thôi mày đọc dài dòng lâu thôi quá. Mình nói đại đi, mình nói cái lệ làm cho tao hiểu đi. Mà cái nói lòng vòng hoài. Dạ dạ cái đại ý á là kể từ nay mà bắt gặp trai trên gái dưới tại nơi công cộng là phải phạt dạ. Cặp đôi đó phải hợp thức quá bằng cách lấy nhau. Vô duyên. Tứ lệ gì hay ho làm cho dân tình làm ăn khấm khá. Mấy ông nội quan chức trong làng này ăn không rảnh rỗi quá làm ba cái chuyện tào lao không. Dạ dạ con thấy cũng thắc mắc. Thắc mắc cái gì? Chết rồi. Gì hơn? Ai chết? Dạ không ai chết hết. Trời ơi mày khùng quá, trừ cho tao khùng với. Mệt quá, mấy cái vụ này vụ quan bên đi. Bữa nay mang cái mắt gió gì mà nói lòng vòng cũng không hiểu gì trơn trời à. Mệt quá, đứng đôi đi. Mà đi vô ta nghỉ à. Mệt quá thiệt à. Chết. Sao cái lễ này đúng thời điểm quá vậy ta? Có nên báo cho cô biết hay là ông biết để ông đi cản ông ta? Không được. Đâu có giải đâu. Mày đủ gì cái rồi sao? Hẹn người ta mà giờ chưa tới. Nàng có biết là ta đợi nàng lâu lắm không? Hết hồn à. Để nàng băng lối đường khuya một mình như vậy, ta thất lễ quá. Nàng có trách ta không? Em không có trách chàng. Em chỉ sợ là chàng nghĩ em dễ dãi thôi.
Ta nào dám. Ta biết người cao quý như nàng vốn dĩ chưa muốn nhận lời, nhưng mà nàng vốn bao dung, lại sợ ta thất vọng, có đúng không? Sao chàng lại hiểu em dữ vậy? Nếu như đã hiểu thấu lòng nhau như vậy rồi thì hãy ngồi xuống cùng ngắm trăng thưởng gió. Ta mời nàng ra đây vốn dĩ biết nàng kính cổng cao tường ngột ngạt, cho nên là rất thích thiên nhiên, yêu màu tím. Vậy thì bây giờ ta mời nàng ngồi xuống đây để cùng thưởng nguyệt. Sao chỉ nói với nhau mấy lời mà chàng đã hiểu thấu lòng em dữ vậy? Hai đứa nó lại. Quá là quá xa, quá xa. Bay đâu? Dạ. Bắt hai đứa trai gái này lại cho ta. Dạ. Có chuyện gì vậy chàng? Sao lại bắt chúng ta? Cha chả còn dám hỏi nữa à. Trai gái mèo mã gà đồng, hẹn ra chùm mã trai trên gái dưới, phạm luật nước lệ làng, lôi đầu đem về nhà chịu phạt cho ta. Nhưng mà chúng tôi đâu có mèo mã gà đồng, trai trên gái dưới, chúng tôi chỉ là... Nàng hãy bình tĩnh đi, ở đây có ta, để ta lo chuyện này cho. Dạ thưa chú, một mình con chịu hết trách nhiệm, chú bắt một mình con đi. Con dám thách ta? Quân pháp bất dị thân, bắt luôn hai đứa. Dạ. Tụi con làm mất mặt chú. Đường đường là quan chức ăn bổng lộc của triều đình, tôi làm tới xã trưởng, vậy mà cháu mình vi phạm đầu tiên. Cũng may là người ở trong nhà, cho nên làng mới cho ăn kết, để cho chú đưa hai cháu về nhà để tự giải quyết. Chứ không á, làm sao mà chú tự đưa cháu của mình ra giữa làng mà biêu ríu được chứ. Nhưng mà tụi con thề, tụi con không có trai trên gái dưới, tụi con chỉ là... Chú cùng cái đám gia đình bắt gặp quả tang hai đứa cái đầu đầy ké, không làm cái gì thì tại sao lại đến như vậy? Nhưng mà... Con em đi. Vậy bây giờ ông tính làm sao? Chỉ còn một cách duy nhất á, là cho tụi trẻ tổ chức đám cưới đàng hoàng, lập tức không còn tai tiếng nữa, mà còn á thì nó cũng mất đi. À, nếu như không ai phản đối á, thì 16 âm lịch này là ngày tốt, chúng ta nên xúc tiến làm đám cưới cho rõ ràng hai họ. Nhà có của dữ lắm mà, đào vàng đào bạc mà nhà cửa trống quắt như vậy đây. Đừng nói đêm nay ta phải ngủ trên chiếc giường gớm ghiếc này nha, không đời nào. Cái này mà là đồ cổ đây sao? Sao giống mấy con ơi bị mẹ dứt chổng chơ ngoài bụi tre đầu làng vậy?
sao mà nhà không có gì hết trơn vậy nè? Nếu như có của, chắc chắn phải để đâu đây? Nhưng mà nhà trống quắt như vậy, chỗ đâu mà giấu? Có khóa nữa nè, chắc là trong đây. Sao toàn là đá không vậy nè? Đúng là đồ lừa đảo mà. Tiểu thư ơi. Ê, tiểu thư. Không, bây giờ ta gọi nàng là vợ được rồi. Trời ơi, ta nói mà, số ta là phải có vợ đẹp và phải ở nhà sang chứ. Ý chàng là cha ta đã làm lễ cưới bên đó rồi, về đây chàng sẽ xây nhà sang cho ta ở đúng không? Hả? Sao phải xây? Chẳng phải là nhà cha nàng lớn cỡ đó? Hơn nữa, nàng là con một, thì trước sau gì căn nhà đó cũng thuộc về tay của hai đứa mình. Vậy ra chàng lừa ta à? Còn nghề đó, còn cái rương này. Nàng phải hãnh diện vì ta mới phải. Chồng nàng là người thông minh nhất thiên hạ mà, đúng không? Đây, có được cặp nghề này với mấy cục đá thôi mà cưới được vợ đẹp, vợ giàu. Có bao nhiêu thằng giỏi giang giàu có muốn hoài mà không có được. Vậy ra cái vụ bắt quả tang ngoài bờ tre cho tới cái luật trên trời là chú cháu anh toa rập lừa tôi đúng không? Khóc cái gì hả? Khóc cái gì? Dù sao nè cũng thích ta mà, đúng không? Buông ra. Cấm lại gần ta. Hả? Ai biểu cha con nàng hám của? Thôi, dù gì cũng là vợ chồng với nhau rồi. Ngoan, lại đây ta thương cái coi. Cấm lại gần ta, đừng đó. Tại ta ngu dại, nghe lời đường mật của chàng thôi. Nàng đừng có buồn, đường mật ai mộng khoái đâu, đâu phải có mình nàng. Thôi, lại đây. Ta thương. Đừng hòng đụng vào người ta. Tại ta ngu dại mới làm lễ hợp cẩn với người lừa lọc như ngươi. Nhưng ngươi đừng có mơ chuyện chung chăn gối. Vậy bây giờ ta phải làm sao? À, hay là ta phải đi kiếm cô khác. Lúc đó thì mình đừng có tiếc, đừng có ghen đó. Cái ngữ của anh, ngoài người nhẹ dạ như tôi ra, có ai mà ngu dại dơ vô người? Anh đừng có mơ. Vậy cá đi. Hả? À, nếu như mà tôi lừa được cô nữa thì sao? Lúc đó mình kêu tôi là chồng nha. Im lặng là đồng ý. Vậy chúng ta giao kèo với nhau như mình. Hả? Nhưng mình phải nhớ làm theo những điều tôi dặn nha mình. Nhớ nha mình. Ta phải đi đây, là bởi vì nàng muốn đó. Thực sự thì ta không muốn xa nàng, với lại ta không muốn đèo bồng, nhưng mà ta muốn nàng tâm phục khẩu phục để nàng yêu thương ta thật lòng. Ta chỉ muốn ngươi sáng mắt ra thôi. Ta nhắc lại, nếu như ngươi bị một ai phát hiện và vạch trần thì cuộc hôn nhân giữa ta và ngươi sẽ hủy bỏ đó. Nhưng mà ngược lại, tôi sẽ có hai vợ, là do nàng đứng ra cưới hỏi đàng hoàng cho tôi, nhớ chưa? À, còn nữa, nếu như mà tôi dẫn người lạ về nhà thì nàng phải đón tiếp người ta nồng hậu đàng hoàng cho tôi, biết chưa? Được, nhưng ta chắc chắn sẽ chẳng có ai bị lừa như ta đâu. Được, vậy thỏa thuận đã xong, ráng chờ đi ha. Ê,
Gì? Tao mày vô trong đây ngồi nghỉ mệt chút xíu đi, chứ giờ về sớm quá, lỡ cái thằng kia nó mà mét với ông cụ Chánh, tao với mày mệt à. Ờ vậy hả? Ừ. Vậy mình đi vô. Đi. À mà nè, chút trước khi mình về á, mình phải lấy sình trét vô cho nó dơ, biết không? Cho ông thấy mình làm việc cực nhọc. À đúng rồi, để ông khỏi nghi ngờ. Công nhận đó nha, cái ông cụ Chánh á, ông kiếm đâu ra cái thằng này nè. Nó tinh tướng dễ sợ luôn á, không có cái gì mà qua khỏi mắt nó được hết á. Tao nghe nói á, mấy thằng đi tàu buôn cho cụ Chánh á, nó mới rên. Hồi đó thằng quản lý trước á, hơ hỏng tụi nó còn chấm mút được chút đỉnh. Còn thằng này á, nó siết hết, đói bơ cái mỏ luôn. Thì bởi vậy, bởi vậy tao nói hả, cái thằng này nó ỷ ông cụ Chánh tin tưởng nó, nên nó càng ngày càng làm tàn. Nhìn cái mặt thấy ghét. Bởi vậy tao mới đã nói với mày đó. Ừ, đang trong giờ làm việc mà trốn nghỉ mệt ha. Dạ, dạ vậy còn nói xấu người ta nữa ha. Cái tội này á có đáng trừ lương 2-3 lần không? Cậu Tứ, tụi tôi biết lỗi rồi. Kể từ ngày mai tụi tôi không dám nữa. Cậu tha cho tôi. Cậu đừng có về mét lại với cụ Chánh nha cậu. Mấy anh làm ăn đàng hoàng thì ai có nói tiếng nào đâu. Dạ tụi tôi biết lỗi rồi cậu Tứ. Bữa nay tụi tôi trốn việc về sớm. Ngày mai á tụi tôi sẽ làm bù. Cậu về đừng có mét lại với cụ Chánh nha cậu Tứ. Dạ, dạ tụi tôi về nha cậu Tứ. Dạ chào cậu Tứ. Đi lẹ mày. Mới đó mà đã 3 tuần trăng rồi. Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Xem ra thì cả cụ Chánh lẫn cô Tơ cũng đang có tình cảm với mình. Nhưng mình phải đẩy nhanh tốc độ đi còn về nhà nữa chứ. Để tưởng tượng coi, kỳ này ta có 2 cô vợ thì sẽ sao ta. Xác chết rồi. Trời đã giúp ta rồi. Ta phải bắn tin cho chú biết mới được. Tôi sẽ an táng cho người đàng hoàng. Nhưng trước tiên, người phải giúp tôi một chuyện nha. Ông ơi, ừ? Con thấy nó sai sót gì nè. Lại sai sót nữa à? Dạ. Hình như mình mất cả 100 ký hồ với quế lần ông. Trời ơi, cái bọn coi kho này nó làm ăn kiểu gì. Ngày hôm qua rồi ngày hôm kia, nếu như không kiểm soát chặt chẽ rồi sẽ còn mất bao nhiêu nữa chứ. Không sao đâu, ông đừng lo. Con kiểm tra sổ sách kỹ lắm. Thậm chí còn ra bến thuyền để kiểm tra hàng hóa của họ nữa. Không sao đâu. Ta cũng mừng. Thật là may mắn, tự nhiên vớ được một người tài giỏi như con. Mà nè, ta hỏi thiệt nha. Tại sao cho tới bây giờ con chưa lập gia thất vậy? Dạ, chắc là cái số của con chưa có gặp được quý nhân. À, kén chọn có phải không? Mà bình thường á, người giỏi thì hay kén chọn như vậy. Nè, ý muốn người như thế nào? Cứ nói đi. Biết đâu ta giúp được thì sao? Dạ thưa cha, có người xưng là xã trưởng xã đòi, là chú ruột của anh Tứ đây, tới thăm cháu. À, vậy là chú của anh Tứ đến đây tìm anh Tứ đúng không? Dạ. Vậy thì chú anh Tứ tới, tìm anh Tứ thì nói với anh Tứ, sao lại nói với cha? Cha. Mà nè, chú ruột làm tới chức xã trưởng, còn những người khác làm chức gì? Dạ thưa ông, dạ cũng không có gì đâu. Họ hàng nhà con cũng chỉ có những chức quan nhỏ nhỏ thôi. Những lẫn à? Dạ. Thôi được, mời chú vào nhà chơi. Rồi tối nay ta sẽ mở tiệc tiếp đãi đàng hoàng. Giữ chú ở lại chơi lâu lâu một chút nha. Dạ, con đa tạ ông đã hào phóng. Con xin phép. Xin phép tiểu thư.
xin cảm ơn em gia đình đây phải không? Cháu Tư con ơi, cháu ruột của con à. Con ơi, chú. Con ăn ở sao mà để ông tranh đại chú rượu thịt ê hề quá ê. Trời ơi, chú, chú sai rồi hả? Cái gì sai hả? Ừ. Ai nói ta sai thì người đó mới là sai. Trời ơi chú ơi chú. Bao nhiêu đâu hề thấy sai. Nếu mà sai làm sao biết bình tĩnh? Chú nói cho mày biết nè. Tao là không bao giờ sai. Còn bên đây nè. Ủa, quỷ thần ơi, nó chạy lẹ ghê. Chú ơi, mày ơi, cái gì? Bây giờ chú tỉnh lại đi. Ê, xong chưa? Chú không bao giờ sai đâu. Rồi, mà nó tỉnh. Chú nghe lời con nè. Chú hỏi nè. Dạ. Tại sao bay cưới vợ mà bay không ở nhà mà bay đi biền biệt? Thôi chú đừng có hát nữa. Bây giờ chú nghe lời con. Sao? Hả? Dạ. Chú cởi bộ đồ của chú ra cho con mượn. Trời, nhanh lên. Khoan. Nhanh lên. Trời, tôi đang tỉnh mà nó nói con tôi tỉnh luôn trời. Đi mà. Tao cởi đồ nghe nhà ông tránh cho ông bằng thịt tao hay gì? Không có gì đâu. Ê, mai sáng tao còn công chuyện. Con có đồ mới cho chú mà. Nè. Đâu? Đây. Vậy hả? Đồ lên giùm con đi. Cha, lời đề nghị này chấp nhận vậy ha con. Trả thay, giùm con nhanh lên đi. Xong chưa chú ơi? Con ơi, đồ này đồ tốt nha con. Đồ tốt mà. Rồi, đi. Rồi, chú nhắm mà chú biết đồ tốt rồi. Xong chưa chú ơi? Ừ. Mày thấy chưa, đồ tốt mặc nó mát thấy ghê thiệt. Tao bận tao biết đâu tốt ơi, cậu là... đồ thấy ghê quá. Ủa? Chú bảo là nhanh lên. Ủa chưa mà. Rồi con ơi, con lấy xong cái này chú ơi. Trước đi con ơi. Đó con lấy đi đồ của chú đó con. Còn đồ của bay. Đây, để coi đồ nhà ông chánh mai ngộ quá ha bay ha. Trời ơi, mặc vậy đúng đó hả? Ok, giùm chú mấy ông mấy nước rồi. Chú càng không mặc được. Mặc vậy cũng được rồi, không sao đâu. À, rồi. Bây giờ chú nghe theo lời con, xíu, được không? Phải không? Cái gì? Cái gì? Trời, nãy giờ xin sai mặt nghe quá. Nghe lời con, ngày mai con nói chuyện với chú sao? Giờ về đó, hả? Con thấy cái hướng đó không? Hồi nãy con ra cửa con mở cửa cho chú vô. Ờ, tại đồ hả? Ờ, đúng rồi. Ờ, con mở cửa bên này nè ông ơi, tôi dẫn cho tôi biết ông ơi. Bên này nè. Ờ, vậy hả? Ờ, rồi. Chuyện nhanh gì ông ơi. Vậy? Chuyện gì thì chuyện, thấy không? Cứ sáng mai rồi nói. Còn bây giờ chỉ cần một giấc ngủ rồi sáng mai tính. Thôi đi. Không được đâu ông ơi. Chuyện này đi nguy cấp về. Lắm ông ạ. Chuyện gì mà nguy cấp là sao? Chuyện quan trọng lắm ông ơi. Quan trọng cái gì mà quan trọng? Sáng mai rồi ông nói. Ông ơi ông. Ông ơi ông. Chuyện là như vậy. Không hiểu làm sao á. Chú còn ăn đồ ăn của nhà ông. Rồi sau đó về phòng nôn thốc ói mửa ra. Rồi tắt thở. Ta chưa lên gắt hết rồi ông mà. Cái gì con? Chú con chết rồi. Nói lại coi. Chú con chết rồi. Tai Dương Lệnh ngắt rồi. Ông ơi, ông thử ông tới bắt mạch cho chú con. Chú con còn sống không? Đi đi ông. Tao nhìn ông tao muốn điếng hồn rồi. Tao không dám bắt mạch đâu. Mà nè, nếu như đồ ăn có cái gì, tao ăn cũng bị chứ. Tại sao bị một mình chú con hả? Dạ con cũng không biết nữa. Nhưng mà ông à, chú con là chức sắc của địa phương. Nếu như mà chuyện này lan ra ngoài thì chắc chắn là gia đình ông sẽ có chuyện lớn đâu mà. Phải. Bọn quan chức kéo tới đây như ruồi vậy đó. Như vậy là phải tốn kém nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Lót bao nhiêu cho đủ. Bây giờ có cách nào? Ngươi giúp ta. Ngươi nghĩ đi. Ông ơi, à? Còn có cách. Cách gì? Dạ, cũng may con là cháu ruột của chú. À, con sẽ đến xã nói là chú con từ quan rồi bỏ đi biệt xứ. À, như vậy là không sao hết. Được á. Nè, nếu như con giúp ta trót lọt cái chuyện này á, con muốn cái gì ta cũng chịu hết. Con muốn gì cứ nói đi hả? Dạ, chỗ thân tình con giúp ông thì đâu có dám đền đáp gì đâu ông. À, nè nè, chuyện lớn rồi. Dạ. Cho nên con có muốn cái gì á thì cứ nói thẳng thật lòng ra đi, rồi ta giúp cho. À, hay là vậy, ta cho một miếng đất, cất căn nhà, rồi con ở kế bên ta cho nó vui, được không? Dạ thưa ông, đất đai nhà cửa thì con không có màng tới. À, nhưng mà có một điều con ao ước bấy lâu nay. Ước cái gì? Nói đi. Dạ thưa ông, từ lúc bước chân vô nhà này thì con đã
thầm thương trộm nhớ em tới. Nhưng mà con biết thân biết phận, đũa mốc thì làm sao dám cho mắm son, cho nên lâu nay con không dám thổ lộ. Vậy là bao lâu nay anh mơ lấy con của ta hả? Dạ. Thì ta ở cũng được thôi. Nhưng mà cái chuyện này một mình ta không thể nào giải quyết được, ta phải dò hỏi ý của nó rồi ta mới báo cho con hay, được không? Dạ được rồi, ông cứ hỏi ý của em tới đi, rồi có gì cho con hay. Kết quả như thế nào cũng được, nhưng mà ông cho con biết sớm để con mai táng cho chú con yên nghỉ nữa. Cái thằng nó nói như là muốn đe mình vậy. Láo thật. Phải vậy chứ. Dạ. Dạ tới rồi ông. Nô ơi. Nô. Dạ. Dạ cậu mới về. Dạ chào ông. Dạ thưa ông, đây là nhà của con, còn đây là chị của con. Cùng ba mẹ của con qua quyền bên để thăm bác rồi, ngày mai mới về. Con mời ông vô nhà. Xin chào ông Chánh, mời ông vô nhà. Dạ được. Dạ mời ông. Con gái ơi, con gái ơi, con gái ơi, con. Dạ, cha. Tốt rồi con ơi, con gặp may rồi con ơi. Gặp may là sao cha? Cha đã tới nhà nó rồi, nhà của nó lớn lắm con ơi. Chị ruột của nó nhìn sang trọng quý phái lắm. Bác của nó làm tới tri huyện, ở trong nhà kẻ ăn người ở đầy đủ hết. Hèn chi nhờ vậy mà nó ăn học đàng hoàng. Tưởng đâu miễn cưỡng, quá ra cái đám này được quá đi chứ. Này con, nếu mà con ưng á, cha sẽ cho làm một buổi lễ, rồi con dọn về nhà bên chồng con ở luôn. Còn ở bên đây cha tìm cách để phi tang cái xác con. Cha đã nói vậy á thì con nghe vậy, chứ con đâu còn cách nào khác. Cảm ơn con, tạ ơn trời đất. Không những tai qua nặng khỏi mà còn hung quá thành cát. Tới rồi. Ủa, đây là đâu? Sao chàng nói về nhà? Thì đây là nhà của ta. Lần trước ta dẫn cha nàng tới, đó chính là nhà của cha vợ ta. Cái gì? Nhà cha vợ? Không lẽ chàng... Xin giới thiệu với nàng, đây là chính thất của ta, còn gọi là chị lớn. Còn đây là em hai. Hai người làm quen với nhau đi. Bà xã, mình à, anh thắng rồi đó. Từ nay về sau nàng phải sắp xếp cho hòa thuận trước sau, đừng có trách ta đèo bồng lăng nhăng nữa nha. Hai chị em gái hòa thuận với nhau đi. Anh hứa anh sẽ chăm lo cho hai chị em suốt cuộc đời này luôn. Chị, chuyện này là sao vậy chị? Sao nhà của cha chị mà anh ta lại đưa cha em về được vậy? Thôi, vô nhà nghỉ ngơi đi, rồi tôi sẽ kể đầu đuôi cho nghe. Cứ hẳn biết là dì phải thằng chết trôi, còn tôi phải đôi nghe sành, cũng tại tham lam mà ra hết. Bữa nay bán được nhiêu cha? Có đủ tiền mua thịt nấu cháo cho mẹ không cha? Bữa nay lụt cho nên củi ít hơn mọi khi con à. Chắc chỉ đủ tiền mua gạo thôi. Ba tiền hả cha? Cha sợ ít hơn. Nếu 5 tiền thì có đủ không cha? Chắc là đủ. Nhưng mà
Ông cả ơi, tôi đem củi tới rồi. Ủa, tới rồi hả? Dạ. Sao bữa nay ít vậy? Dạ, bữa nào tôi làm nhiều á, tôi sẽ bù lại cho ông cả. Ông cả muốn trả bao nhiêu thì trả, để kiếm ít tiền mua gạo về để nấu cháo cho mẹ thằng nhỏ đang bệnh ở nhà. Ừ, được rồi. Ông cầm đi. Dạ, cảm ơn. À, ông cả để củi ở đâu? Để tôi đem vô trong cho ông nha. Thôi được rồi, ông theo tôi. Dạ. Rồi, tiền quá trời luôn nè. Dạ. Về con. Cha ơi, hồi nãy con mới lần được tiền nè. Trời ơi, có cái túi này, có tiền á, tha hồ có tiền mua cháo, còn lại mua gạo để dành. Tiền con lượm trước cửa nhà này hả? Dạ. Vậy là của ông cả làm rớt rồi. Này con, tiền mà con lượm được á, mà con lượm ngay trước nhà của ông cả, vậy là của người ta thì mình phải trả cho người ta. Lấy của người ta như vậy á là không được con à. Nhưng mà ông cả đâu có biết đâu cha. Con phải nhớ câu này: nghèo cho sạch, rách cho thơm. Con không biết á thì không có tội. Ủa, hai cha con vẫn còn đây sao? Dạ. Dạ thưa ông cả, hai cha con tôi còn nấn ná ở đây là bởi vì con tôi nó lượm được một cái túi tiền, chắc là của ông cả làm rớt đó mà. Cho nên ý của cha con tôi là trả lại cho ông cả. Ừ, con trả lại cho ông. Ừ, còn trả đi quá. Dạ con trả lại ông cả. Con ngoan quá. À, đây, ông thưởng cho con nè. Ừ, ngoan quá. Ông cho thì cảm ơn đi con. Cảm ơn ông cả. Ừ. Dạ thưa ông cả, hai cha con tôi về. Ừ, về. Ông về. Về con. Về đi. Dạ, con. Dạ thưa ông, con về. Ừ. Con thấy chưa, ở hiền gặp lành, con nhớ chưa? Dạ con nhớ rồi. Con thấy không, hồi nãy mình lượm tiền mình trả cho ông cả đó, mình ước mơ là mình bán củi cho được nhiều tiền, cuối cùng thì ông cả cho thêm tiền nữa, như vậy mình sẽ có tiền mua thịt về nấu cháo cho mẹ con ăn rồi đó. Ủa, nhưng mà ở hiền gặp lành là sao cha? Thì giống như là cái gì con vừa mới làm đó, thật thà, trung thực, khó khăn cỡ nào cũng không được tham lam hết á, nhớ không? Dạ nhớ. Thật thà, trung thực. Ừ. Khó khăn cỡ nào cũng không được tham lam. À, con nhớ rồi cha. Cha sắp theo mẹ của con rồi, con đừng buồn, ráng làm lụng tu thân tích đức rồi sẽ khâm khá nghe con. Không, không cha ơi, cha đừng có bỏ con. Đời cha mẹ nghèo khổ, không có gì để lại cho con. Con không cần gì hết, được làm con của cha mẹ là phúc đức của đời con rồi. Con nghĩ được như vậy, cha có chết cũng ngậm cười. Gia đình mình nghèo nhưng đầm ấm, thuận hòa, vui vẻ, cha vui lắm. Đời cha quý nhất là cây lưỡi rìu mẹ. Con giữ lấy tạm nối nghiệp nghề cha, kiếm sống qua ngày. Cha lâu dài, con dành dụng được tiền là nghề khác mà sống. Đừng có mà cả đời đốt củi như cha.
Cha, khổ, cha, khổ lắm. Cha, 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 cha. Cha đừng bỏ con mà. Con không cần làm những ngày khác. Con chỉ cần có cha thôi. Cha. Túi tiền của tôi đâu rồi? Ê cô kia, cô kia, đứng lại, đứng lại. Bớ người ta, đồ ăn cắp. Tôi ăn cắp của chị hồi nào chứ? Túi tiền của chị kia kìa, rõ ràng là thọt vô túi người ta mà còn chối nữa hả? Bà con ơi, bắt nó lên quan đi. Bắt nó lên quan đi. Sáng sổ về bạn cấp. Tôi thách đó. Thách hả? Dám thách nữa hả? Khoan đã. Người này là vợ tôi. Cái gì? Vợ anh hả? Ừ. Trời ơi, đã nói với mình rồi, cúng đình xong á là phải đi chợ và nấu cơm liền. Bây giờ chưa trời chưa trật rồi mà mình chưa đi nữa. Em cũng muốn về lắm. Tự nhiên chị này chạy ra kêu em là ăn cắp, cho nên em chưa về được đó. Vợ tôi không phải người như vậy đâu. Túi tiền của chị vẫn còn đó, chắc là có sự hiểu lầm thôi. Vậy thôi, tôi với vợ tôi đi về nha. Đi em. Thôi hiểu lầm rồi, vô cúng đi. Vô cúng. Nè anh. Hả? Tại sao anh lại cứu tôi vậy? Tôi ăn cắp thiệt đó. Tôi biết, tôi cũng suýt làm như cô mà. Vậy là cũng bị bắt quả tang hả? Không biết hồi đó có phải kêu là quả tang hay không, nhưng mà chính cha tôi và cái người mà tôi suýt lấy tiền đã ngăn tôi lại, còn dạy cho tôi đừng tham lam của người. Lúc đó sau khi bình tĩnh lại, tôi đã thấy mừng, tại vì mình đã không làm bậy, cho nên hôm nay tôi mới ngăn cô lại đó. Cô đừng để hành động rồi phải hối. Anh thì khác, còn tôi á, tôi không có hối đâu. Cô có chỗ nào đi về không? Tôi nhà của tôi có đủ chỗ cho hai người. Đây là nhà của tôi. Nếu như nàng mệt, nàng có thể vào trong nghỉ. Còn bây giờ tôi sẽ đi nấu cơm cho nàng ăn nha. Chàng ở trong cái lều rách này từ nhỏ tới lớn sao? Phải, nhưng mà lúc xưa có cha và mẹ tôi ở đây vui lắm, nhưng còn bây giờ có mình tôi nên cũng buồn lắm. Nhưng không sao, bây giờ đã có nàng rồi sẽ vui hơn nhiều. Tôi thì sống sao cũng được hết đó, nhưng mà sau này có con có cái, chẳng lẽ cứ ở trong cái lều rách này hoài sao được. Nàng ơi, nàng đừng có lo, tôi sẽ làm cực lực để nàng và con không bị thiếu đói. Nhưng chàng định làm tiều phu cả đời sao? Phải, cái nghề này vui lắm. Tuy là có hơi nặng giọng một chút, nhưng mà tối về ăn no ngủ say không phải nghĩ ngợi gì hết. Nếu nàng không chê thì xin ở lại gán nghĩa cùng nhau. Thôi, để tôi vào nấu cơm cho nàng ăn. Kiểu này á, muốn không chê có được không trời? Mình đã tạm rồi, phải tìm cách chuồn thôi. Đã nghèo rồi còn gặp khổ nữa.
Hôm nay mình phải mua cái gì đó ngon ngon cho nàng ăn mới được. Cái điện của tôi, bó củi của tôi. Cây rìu của tôi, cây rìu của tôi. Chuyện gì hỡi chàng trai trẻ? Có chuyện gì sao con lại khóc vậy? Mất rồi ông ơi, tiêu tan hết rồi ông ơi. Có chuyện gì bình tĩnh kể ta nghe. Đó là lưỡi rìu của con, lưỡi rìu mà cha con để lại cho con để con kiếm sống. Đó là vật gia bảo duy nhất mà cha con để lại cho con. Đó là gia tài của con. Nhưng bây giờ nó đã xuống suối mất rồi ông ơi. Lưỡi rìu của con nó ra sao? Nó chỉ là một lưỡi rìu cũ, nhưng mà đối với con nó là một vật vô giá. Trước đây con cần nó lắm, nhưng mà bây giờ con còn cần nó hơn nữa. Tại vì con phải lo cho một người nữa ông à. Vậy thì phải kiếm thôi. Cái suối này sâu lắm, hồi nãy con có lặn xuống rồi nhưng mà con không tìm được. Con cứ ngồi yên đó để ta. Ông lại đi ông ơi. Có gì mà hốt hoảng vậy? Rượu của con đây nè. Trời ơi, đẹp quá. Cả đời con chưa từng thấy chiếc rìu đã lấp lánh như vậy ông ơi. Phải lấp lánh thôi, nó bằng vàng mà. Cái gì bằng vàng? Dạ, con cảm ơn ông. Nhưng nó không phải của con ông ơi. Con có chắc không phải là của con không? Dạ chắc chắn rồi. Tại vì gia đình con nghèo khó lắm, làm sao mà có cái điều bằng vàng quý giá như vậy hả ông? Thì cứ giữ mà xài, là do mình mò được chứ có lấy của ai đâu. Dạ thôi ông, không phải của mình thì mình không được lấy ông à. Chưa kể ai đó đánh mất lưỡi rìu quý này cũng đang kiếm thì sao ông? Nên mình phải trả lại ông mà. Vậy thì trả lại. Tại sao ông? Ông ơi, ông, ông ơi, ông ơi. Ủa, sao hồi nãy con thấy ông ở dưới mà sao bây giờ ông lại ở đây rồi? Đó là chuyện của ta. Đây dạ. Cái này có phải của con không? Dạ cũng không phải ông ơi. Rìu này bằng bạc, còn của con qua bao nhiêu đời người rồi, làm sao mà sáng như vậy được? Chắc chưa? Dạ chắc. Nhưng mà ông đừng có ném xuống nước nữa, để con kiếm người đã làm rớt rồi con trả lại nha ông. Cái trước bằng vàng lấy xài còn sợ, chứ cái này bằng bạc đâu có đáng giá bao nhiêu. Cứ để xài đi, coi như là ta lượm cho con đó. Dạ con đã nói rồi, không được ông ơi. Chắc có người đang kiếm nó đó, người ta đang rất buồn đó. Nếu con không lấy chiếc rìu này thôi thì kiếm tiếp vậy. Ông, tại sao ông lại giết nó? Để ta tìm lại chiếc rìu của con. Ông ơi. Đây rồi. Tại sao ông hay vậy? Nước chảy xiết như vậy làm sao ông lấy được? Đây rồi. Cái rìu của con. Đây. Ông ơi. Trời ơi, đúng là cái rìu của con rồi. Sao ông hay vậy? Dòng nước ở dưới kia chảy xiết lắm, làm sao ông lấy được? Con là chàng trai hiếm có, con xứng đáng được nhận những món quà này. Ông ơi, con đợi ơn ông.
cha, những lời cha nói đều đúng hết. Trời Phật đã thương con, đúng là mình đã hiện thì được gặp lành cha. Đi đâu từ sáng tới giờ vẫn không biết. Phải chi mình lối lạ như vậy á, chết quách đi cho nó xong. Ở cái nhà gì mà nó nghèo sơ nghèo xác, nhìn trước nhìn sau không có cái gì hết trơn á. Đã vậy có hai bó củi cũng bán hết trơn rồi, không biết chiều nay có củi không nữa, đói quá à. Tiều ơi, mày ra tao biểu coi, ứng tiền cho mày mấy bữa nay kêu mày mang củi qua cho tao sao mày không đem mày. Trời mưa gió bắt tao lội qua đây kiếm mày hả mày. Trời ơi, gì đâu mà xin lầy không à. Tiều ơi, chàng ấy không có ở nhà đâu. Đằng ấy có quan hệ với ông Tiều, mà mấy bữa Tam qua đây đâu có thấy đằng ấy đâu. Tôi á hả, chỉ là khách lỡ đường thôi. Anh ấy thấy vậy cho tôi ở thì tôi ở thôi. Trời, sau này nó hên dữ vậy ta. Không lẽ nàng định ở đây suốt đời với nó hay sao? Thì cũng đâu có biết được. Nếu mà nuôi được thì ở, còn không nuôi được thì thôi. Tiếc quá, người dư sức nuôi nàng á thì không nuôi được, còn cái thằng đó không lo được cho nàng rồi ở đây hai đứa hấp cháo luôn hết hay sao? À, muốn nuôi á thì cho nuôi, chứ sợ gì mà không dám nè. Nhưng mà tiếc cái là còn mụ vợ già ở nhà nữa. Nhưng mà nàng yên tâm, như nàng chờ ta, để ta sẽ lựa lời nói với con mụ vợ già của ta là sẽ chọn nàng làm thứ thất. Thứ thất á thì thà làm chính tức cho tên tiều phu nghèo rớt mồng tơi này còn sướng hơn. Nếu như mà chàng muốn á thì về tống cổ mụ vợ già ở nhà ra khỏi nhà đi, rồi hãy nói chuyện. Tôi cho chàng một tuần trăng đó, nếu mà không xong chuyện thì tôi đi phương khác á. Vậy thôi thôi, nàng ráng chờ ta một tuần trăng nha. Mình ơi, tôi gặp may rồi mình ơi. Cái này là trời cho mình đó. Ủa, anh Tam, anh cũng ở đây sao? Thì tao ngồi đây nè. May cái gì mà may, không có củi mà may cái gì. Ê, mày dạo này bỏ nghề làm tiều phu, mày chuẩn bị làm thầy lang hả? Mày lấy lá thuốc nhiều quá vậy. Đâu có, tại tôi có một đống củi. Ừ, rồi đâu? Nhưng mà nó bị rớt xuống sông rồi. Trời ơi. Sau đó tôi lo chụp nó, ai ngờ cái rìu rớt xuống sông luôn. Lúc đó tôi buồn khổ quá, tôi than khóc. Bụt hiện ra. Bụt? Chàng đang kể chuyện cổ tích đó hả? Không có củi, chiều nay có mà chết đói đó. Tôi nói thiệt mà. Lúc đó tôi cũng không để ý, Bụt nhảy xuống sông, rồi sau đó cầm lên ba chiếc rìu, trong đó có một chiếc rìu vàng, một chiếc rìu bạc nữa. Rìu vàng. Rồi sau đó tôi sợ mọi người nhìn thấy nên mới giấu trong này nè. Thôi mày ơi, mấy cái lá thuốc mà rìu đâu rìu. Nè, rìu vàng nè, rìu bạc nè. Là vàng thiệt nè. Đúng là vàng thiệt nè. Trời, đúng rồi. Bây giờ mình tính làm sao hả mình? Ê, tao tính vậy nè. Mày có ba cái rìu đúng không? Mày đâu có xài hết. Tao sẽ mua hai cái rìu, cái rìu vàng và cái rìu bạc. Lúc đó mày sẽ có một mớ tiền. Mày sẽ tha hồ lo cho nàng một cuộc sống sung sướng. Mày đỡ phải tốn thời gian, phải vất vả đi kiếm củi, đúng không? Mày thấy ý tao hay không? Đâu có được anh Tam ơi. Cái rìu cũ này là cha tôi để lại, còn hai cây mới là trời Phật cho. Bán đi tội chết. Từ mai tôi sẽ luôn phiên xài cả ba. Có hai cây rìu mới này, cuộc sống của mình sẽ dễ thở hơn. Nàng đừng có lo. Tao thấy là hai cây rìu này mới tinh, mày đem đi chặt ổn lắm. Thôi, nếu chồng tôi đã không muốn á thì anh đừng có ép chồng tôi nữa. Ờ, anh Tam ứng cho tôi ít đồng để tôi mua gạo được không? Ừ, đúng đó. Anh cho vợ chồng tôi ứng đi, rồi sau này có tôi rồi, tôi sẽ bán củi cho mỗi mình anh, coi như là bán mối vậy đó. Thank you.
Đa tạ. Mình ở nhà, để tôi đi kiếm chút gì cho mình bỏ bụng nha. Anh ta mới đi chơi nha. Ừ, đi. Cái gì vậy hả? Trở tay như bánh tráng vậy. Mới nãy nói với tôi làm sao? Rồi thấy nó đưa rìu vàng rìu bạc, rồi ôm thuyền nó. Nếu mà tôi không làm như vậy á, liệu anh có ôm nổi hai cái rìu đó về không? Liếc sơ qua là tôi biết hai cây rìu đó chỉ có một mình chàng ta có à. Đem cây rìu vàng đó mà về bán á hả? Mua được mấy cái dinh cơ luôn, chứ đừng có nói là một cái. Tôi quả không lầm mà. Hai đứa mình mà cao thủ mưu mô mà song kiếm hợp bích thì tất cả những cái gì trên thế gian này chúng ta sẽ có được. Bây giờ mình tính cách nào để lấy hai cây rìu đó nghe chưa? Trước tiên á thì anh phải giữ lời lúc nãy đi, rồi tự khắc. Rìu vàng, rìu bạc, rồi cả người nữa sẽ thuộc về anh thôi. Còn nếu không á hả, thì rìu và người cũng không có thấy đâu á. Chưa có rìu á, đã thấy người quyến rũ rồi. Mai mốt có thêm rìu nữa, bây giờ tôi phải nghĩ kế cách nào á. Phải bỏ bà vợ già ra. Thôi, bây giờ tôi về nha mình. Về nha. Mình đi nha. Để coi tài này tính làm sao. Thuận lợi á thì mình thành bà chủ, còn nếu không á, mình lấy hai cái lưỡi rượu rồi chuồn. Lời chán rồi. Có tan. Ở trên đường tôi đi về, tôi gặp một đạo sư tóc bạc phơ. Tự nhiên ông nhìn tôi, ông nói sắp có tàn. Ông có nói ai chết không mình? Thiệt tình, tôi nói không có nổi luôn á. Mình đã nói tới giờ này rồi thì mình nói đại ra luôn đi. Mình cứ ấp ấp mở mở hoài làm tôi sốt ruột đây nè. Ông nói mình chết. Là tôi sao? Ông nói tôi là số sát thê, ai lấy tôi là phải chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà số mình vậy, phước mạng lớn, cho nên là sống với tôi tới giờ này. Nhưng mà bây giờ thời hạn cuối cùng cũng đã tới rồi. Vậy là tôi sắp chết thật sao mình? Thật ra thì cũng có cách hóa giải, nhưng mà cái cách đó với tôi nó đau đớn lắm. Có cách hóa giải hả? Cách gì vậy mình? Đó là mình phải vờ bỏ nhau một thời gian. Vờ bỏ nhau? Vậy là dễ thôi mà mình. Thì bây giờ tôi với mình bỏ nhau thì đâu có ai biết đâu. Bây giờ mình nghĩ lấy giải thưa mà che mắt thánh hay sao? Phải làm như thật, giống như là tôi phải nhờ một cô nào đó làm vợ tôi. Tôi phải đi cưới về, rồi phải ở với người ta một thời gian nữa. Rồi mình á, phải dọn về nhà mẹ đẻ. Rồi giống như là tôi bỏ mình vậy đó. Vậy tôi về nhà bao lâu thì tôi quay lại được? Khoảng một năm á, để cho thánh thần nguôi đi. Rồi tôi bỏ cô kia, rồi xong rồi tôi đón mình về. Những một năm lận hả? Ừ. Bởi vậy tôi mới não ruột não gan ra này. Lòng dạ nào mà ăn uống nữa chứ. Nghĩ đi, vợ chồng gắn bó mấy chục năm nay rồi, bây giờ chia xa như vậy, lòng tôi đau như cắt vậy đó. Tôi hiểu mình mà. Nhưng dù sao mình cũng phải ăn vô để lấy sức đã. Một năm nó dài nhưng mà cũng nhanh thôi. Rồi tôi lại về với mình mà. Mình nghe lời tôi xuống dưới ăn nha. Vậy là mình đồng ý hả mình? Ừ. Thì còn cách nào khác nữa đâu. Mình đúng là hiểu tôi mà. Tôi làm mọi chuyện là cũng vì bảo toàn mạng sống của mình thôi. Mình mà có mệnh hệ nào, làm sao mà tôi sống cho nổi đây. Thôi mình đừng có buồn. Buồn quá đổ bệnh đó. Đồng vợ đồng chồng thì tai ương nào cũng qua thôi. Thôi để tôi vô dọn cơm cho mình ăn nha. Đi đi mình. Nàng ơi, ta về rồi nè.
Chắc là nàng chờ ta lâu lắm đúng không? Nàng ơi, lát nữa thôi là có cơm nóng cắt kho ta mời nàng ăn. Từ đây mình đã có rượu mới rồi, nên nàng không phải đợi nữa. Dạ. Thiếp thấy lão Tam nói cũng đúng đó. Mình có ba cây rìu thì cũng hơi dư. Hay là chàng lấy cây rìu vàng đem đi cân bán rồi đổi cái nghề khác. Chứ làm cái nghề này tuy vui mà nghèo rớt mồng tơi à. Nghĩ đi nghĩ lại, cả đời ta chỉ biết có mỗi cái nghề này. Có vậy thì trời Phật mới ban rìu cho để làm nghề. Bán đi mất hơn. Nhưng mà thiếp thấy trời đã cho rồi thì làm cái gì là quyền của chàng. Chứ trời đâu có ở không mà bắt lỗi chàng làm những chuyện gì đâu chứ. Thật ra ta cũng chỉ thích cái nghề này. Ta tưởng này cũng thích. Thì tôi đâu có nói là tôi không thích đâu. Vậy thì tốt rồi. Cái tên này ngu rồi còn cố chấp nữa. Không lay chuyển được rồi. Mình phải tự lo cho bản thân mình thôi. Để coi coi tên kia tính như sao. Mình đây mình. Ta về rồi nè. Mình ơi. Mình ơi. Đi đâu rồi ta? Mình đây mình. Giờ này mà đi đâu vậy ta? Chết. Mình về bên đó vững lòng nha. Một năm sau vợ chồng mình đoàn tụ rồi. Nhưng mà thi thoảng á, mình nhớ qua thăm tôi nha. Tôi nói rồi, tôi về thì quá dễ. Nhưng mà chỉ sợ thánh thần mà biết được thì liên lụy tới mình. Thôi mình chịu khó nha, tôi lo cho mình lắm. Vậy còn cái người mà mình định cưới giả đó, mình nhắm ai chưa? Nhắm cái gì mà nhắm? Chỉ là hình nhân thế mạng thôi mà, không cần biết mặt. Nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là mình không lo tôi hài lòng hay sao? Mình thương tôi tới mức hy sinh xa tôi cả năm như vậy, sao tôi phải nghi mình chứ? Mình nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tôi đi à. Nè. Đó, nàng thấy chưa? Tôi dám nói là dám làm. Ừ. Dám hứa là dám giữ lời. Rìu đâu? Đây nè. Đây. Khoan đã. Phải làm lễ xong, chính thức tôi có danh có phận thì chàng cầm cũng chưa có muộn mà, đúng không? Mình đây mình. Mình đây mình. Mình ơi. Mình ơi. Mình đây mình. Mình ơi.
Mình đây mình. Ta không tin là nàng nỡ đối xử với ta như vậy. Mình ơi mình. Sao? Vậy nàng tin ta chưa? Muốn lễ thì có lễ rồi đó. Chàng cứ làm như làm lễ làm cho xong để cầm bảo vật trong tay vậy đó. Nàng đúng là đa nghi Tào Tháo, nhưng mà giống ta. Bây giờ mình là một rồi, của nàng cũng là của ta, của ta cũng là của nàng, phân biệt cái gì nữa chứ. Mà nè, còn bà vợ già của chồng thì chồng tính sao? Lỡ một năm rồi bả về, rồi thiếp phải làm sao đây? Mà thiếp hỏi thiệt chàng nè, cái vụ chia tay với bả là giả hay cái lễ này là giả vậy? Hỏi gì mà cũng hỏi, vừa được vợ trẻ mà lại có củ quý, sao mà không muốn? Còn có quả ai mà muốn chứ. Còn chuyện một năm nữa mụ ta quay trở lại, để lâu quá thì cất trâu quá bụng. Thì lúc đó vợ chồng mình danh chính ngôn thuận cả năm trời rồi, mụ ta còn làm được cái gì nữa chứ. Mày thắc mắc cái gì? Củi mày ướt, mày đòi giá cao hả mày? Nè chàng, chàng tính giá rẻ như vậy rồi đám tiều phu đem củi ra nơi khác bán, rồi mình thiệt làm sao? Tôi thách nó dám đem củi bán chỗ khác á. Ở cái chỗ này chỉ có tôi mua củi thôi, không có đứa nào dám mua hết á. Mà tôi trả bao nhiêu là nó phải lấy bấy nhiêu. Thấy chồng nàng có giỏi không? Là vô chỗ này đó nha. Chồng của em là nhất nhất rồi đó. Nàng xạo mà tôi thích. Tôi thích. Chồng à? Thì ra là nàng. Mày lấy từng củi đúng không? Đây nè. Bà xã tao đó, mày chào đi, mày chào đi. Tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Tôi đối xử với anh sao? Tôi với anh chỉ là nói suông, chưa có cúng bái gia tiên, chưa phải là vợ chồng, thì tôi muốn lấy ai là quyền của tôi chứ? Đúng rồi. Thôi thì tôi tài hèn sức mọn, tôi không giữ được nàng. Nhưng mà nàng cũng biết, nhà tôi trống trước trống sau, trời thương cho hai cây điều để làm kế sinh nhai thôi. Mà nàng nỡ lấy của tôi, nàng trả cho tôi đi. Ai lấy của anh hồi nào chứ? Mà tôi có biết cái rìu nào của anh đâu. Nhưng mà rõ ràng hôm đó nàng. Nè. Hả? Chẳng để cho người ta nói thiếp là ăn cắp như vậy sao? Đâu có được. Ê, bây giờ ví dụ nàng có lấy 10 mươi của mày đi chăng nữa, mày có bằng chứng không? Nếu mày không có bằng chứng hả, là tội phát ngôn bừa bãi nghe chưa? Tao sẽ thưa mày lên quan, quan còng đầu mày mọt cong nó nghe cho mày. Đúng rồi đó. Các người có của còn tham, thế nào cũng bị trời phạt à. Ê mày nói gì mày? Mày nói lại coi, mày nói gì? Cha tôi nói đó. Cha mày nói sao? Ở hiền thì sẽ gặp làm thôi. Cha tôi nói không sai đâu. Vậy sao? Vậy mày có cây rìu vàng rìu bạc, sao mày không giữ? Bây giờ bị mất. Tiền nè. Đây nè. Nè mày cầm đi. Sau này mày kiếm chỗ nào mày bán củi, tao không thèm mua củi mày nữa. Để coi có tiền không. Coi cha mày nói có đúng không ha. Nói sai bét rồi mày. Sai bét rồi chồng ha. Đúng rồi. Con đó kìa. Nàng thấy chồng nàng có giỏi không? Hả? Chồng em đương nhiên là giỏi rồi. Thương quá à. Thôi ta dìu nàng vô trong nha. Nàng vô trong nghỉ ngơi đi. Đỡ mệt hơn. Đỡ hơn rồi đó. Mình, chuyện này là sao? Mình nói là mình tìm một đứa không quen không biết làm hình nhân thế mạng cho tôi, mà bây giờ mình với con hình nhân thế mạng này còn lả lơi hơn lúc mình cưới tôi nữa. Nè, ai là hình nhân thế mạng của bà chứ? Tôi nói cho bà biết nha, bây giờ
tôi là vợ chính thức của anh Tam rồi, bà bị bỏ rơi rồi còn không biết hay sao? Bà còn dám lết cái mạng về đây nữa hả? Minh, nó nói vậy là sao Minh? Sao hứa với tôi là ở bên đó mới có mấy tháng mà mò về chi vậy? Tại tôi nhớ mình, tôi chịu không nổi, không biết mình ăn uống ấm lạnh ra sao. Nhớ thương tôi rồi mất ăn mất ngủ nữa. Ai ngờ. Trời ơi, ngu thì chịu chứ kêu với ai chứ. Mà thôi đi, mấy tháng nay hả, nhìn chàng béo tốt như vậy thì bà tự hiểu rồi chứ. Bà lo về đi, chứ tôi báo làng báo xóm là bà phá gia can người ta, bị bêu á thì ráng chịu nha. Mình à, sao mình để nó hổn với tôi như vậy? À thì người làm đâu? Kêu ra tống cổ con nhỏ này ra khỏi nhà đi. Được rồi, ba mặt một lời, bây giờ chàng nói đi. Chưa hả, để lâu lâu bà ta về, bà la làng la sớm lên là thiếp mệt, thiếp nhức đầu lắm á. À thì chuyện làng vậy. Thôi được rồi, để em kể luôn cho ngắn gọn. Kể đi. Chuyện là như vậy nè, từ lúc mà anh Tam gặp tôi á, đã đem lòng tư tưởng và thương tôi, nói với tôi á là chờ ảnh về lập mưu tống bà vợ già đi cho khuất mắt rồi cưới tôi về làm vợ. Như vậy bà đủ hiểu chưa ha? Nói láo. Mình ơi, có thiệt vậy không mình? Thì thôi được rồi, nếu muốn bằng chứng á hả, đợi tôi chút xíu. Đây nè, đây là bằng chứng nè. Đó, tôi á hả, đến với chàng là tôi đem về của hồi môn là 2 cái lưỡi rìu, 1 vàng và 1 bạc, chứ đâu có ăn hại như bà đâu, thấy không? Các người, cho tôi xin lỗi đi. Ai trong hoàn cảnh của tôi cũng phải như vậy hết. Hai người, trời tru đất diệt hai người, đồ tráo trở. Sáng nay á, gặp cái gì đâu không à, bực mình hết sức á. Ê, đàn bà đúng là phiền phức. Phải chi á mà rủ hết đi một lượt đi cho khỏe. Ta chỉ cần một cây rìu vàng, một cây rìu bạc này thôi là đủ rồi. Sao con ở hiền mà lúc nào cũng gặp chuyện hết cha? Con chỉ có mỗi cái nghề để kiếm tiền thôi, đi bán củi mà cũng bị mất đường nữa. Con phải sống làm sao đây cha? Kia, sao anh buồn vậy? Không phải chuyện của cô, cô đi đi. Tôi hỏi vậy thôi, chứ tôi biết tại sao anh buồn. Anh đang tiếc 2 lưỡi rìu quý chứ gì. Cô lại, tại sao cô lại biết chuyện của tôi? Là người muốn giúp anh. Nhà anh ở đâu? Tôi không cần giúp đâu. Coi bộ anh mới gặp rắc rối có một lần mà như chim sợ cành cong rồi. Anh nghĩ mọi đàn bà con gái trên đời đều giống Liễu Thị hả? Nè, cô theo dõi tôi sao? Cứ cho là vậy đi. Từ nay tôi sẽ theo sát anh. Đi, mình về thôi. Tôi không về đâu. Tôi không cần vợ hay gì hết. Tôi về đi, nhà tôi không còn chỗ đâu. Sao anh nói chuyện với đàn bà con gái kiểu đó? Tôi đời làm vợ anh hồi nào cũng đâu có nói về nhà anh. Anh lồi thôi quá, đi. Đây là đâu? Đây là nhà của anh. Vậy nàng là? Không cần biết ta là ai. Ta nói ta là người muốn giúp anh. Tạm thời anh cứ ở nhà này, rồi anh sẽ có cơ ngơi thật sự của mình.
đôi gian phu dâm phụ này. Cả hai kẻ đó đều tham, phải làm chúng cắn xé nhau vì chính cái thứ mà kéo chúng lại với nhau. Phải là hai lưới rìu đó. Khoan đã. Hả? Anh đừng đi, sắp có người tới tìm anh đó. Ai vậy? Chú Tiều. Chú Tiều ơi. May quá cậu còn chưa đi rừng. Cậu đúng là ở hiền gặp lành mà. Cả vùng này á, ai cũng xôn xao là cậu vừa cưới được vợ đẹp mà lại giàu nữa. Chị tìm tôi có chuyện gì không? Nghe nói cậu bị con hồ ly đó cướp hai lưỡi rìu đúng không? Thì sao? Có phải một cái bằng vàng, một cái bằng bạc không? Ờ, làm sao chị lại biết? Nếu như cậu chịu làm theo lời của tôi, thì hai lưỡi rìu này sẽ trở về với cậu, không tốn một xu. Vậy nghe, nếu chịu á thì sáng mai tới chỗ hẹn. Tôi nóng lòng muốn nhìn thấy bọn chúng cấu xé lẫn nhau. Thôi, chào cậu tôi về. Chào chị. Anh cứ làm đi. Anh cũng muốn bọn chúng trả giá đúng không? Tôi bây giờ sống đủ ăn đủ mặc, không thù hàng gì ai. Nhưng mà tôi muốn rượu của ai phải trả về người đấy. Nếu cần thì cho kẻ khó, chứ không thể để của trời Phật lại nằm trong tay kẻ tham lam như vậy được. Mày nói cái gì? Hai cái lưỡi rìu đó là lưỡi rìu giả hả? Nếu là đồ giả thì mày đến đây mày chuột làm cái gì hả mày? Mà nè, cái tên khố rách áo ôm kia, ngươi bị ta bỏ tức nên tới kiếm chuyện phá hạnh phúc người ta chứ gì? Cô nhìn đi, bây giờ tôi có cơ ngơi đàng hoàng tử tế, như vậy thì cũng đâu thể gọi là khố rách áo ôm. Chẳng qua là bây giờ có cơ ngơi đầy đủ, tôi chỉ mong chuộc lại hai lưỡi rìu là của trời cho. Còn nó thật ra chỉ là hàng mã thôi, chẳng đáng giá gì. Ê, mày tưởng là tao với bà xã tao ngu lắm hả? Tụi tao lấy nhau cũng là vì hai cái lưỡi rìu đó. Hôm bữa ba mang tới đây nè, là tao đem đi thử liền. Biết rìu thiệt rồi, cho nên tao với bà mới làm lễ gia tiên đó. Bây giờ tôi mới biết ha. Không, ý là tao sợ nàng bị nó lừa, tao mới thử thôi mà. Thiệt không? Ừ. Nói qua nói lại chẳng ai chịu ai hết. Thôi bây giờ tốt nhất á là mời thợ bạc tới thử trước mặt mọi người. Nếu đúng là vàng bạc thật thì cân ký rồi tính tiền, tôi xin chuộc lại. Nhưng mà bằng không thì hai người giữ làm chi mấy cái đồ giả. Được, thử thì thử. Này đồ giả, trả nè. Đồ giả? Bậy bạ, cái thằng thợ bạc này. Bữa trước mày thử, mày nói đồ thiệt mà. Thì hôm trước ông đem tới là đồ thiệt, còn hôm nay đồ giả, sao tôi biết được? Ai lầm chứ tôi không có lầm đâu. Thôi xin phép vợ chồng anh tôi về nha. Mày mình tráo hai lưỡi rìu của tôi đúng không? Mà đúng rồi, hồi nãy chàng còn nói là lấy tôi về hai lưỡi rìu này mà. Cô ơi, cô sợ tôi rước vợ về nên cô thủ chứ gì? Chỉ có cô mới tráo cây rìu này. Cô dám cướp cây rìu của thằng này thì cái chuyện mà cô tráo rìu là cái chuyện bình thường thôi mà. Vợ hả? Anh kêu mụ đó là vợ hả? Vậy tôi là cái gì của anh chứ? Bây giờ thì tôi mới biết anh có ý đón con mụ nó về đây, nên anh tráo hai cái rìu của tôi rồi tống cổ tôi ra khỏi nhà đúng không? Thôi, hai người đừng có cãi nữa. Thôi tôi xin chuộc rìu đi, rồi hai người cãi tiếp ha. Mày đúng là xui xẻo mà. Anh đừng có đánh trống lảng nữa, anh trả rìu lại cho tôi đi. Thì ra cô luôn nghĩ chuyện của anh, chuyện của tôi. Nè, rìu giả của cô đó cô lấy đi. Thì ra tấm chân tình của cô á, giờ tôi mới nhận ra cũng là giả luôn đúng không? Anh không cần nói gì nữa hết á. Bây giờ anh trả hai cái lưỡi rìu cho tôi. Trả rìu cho tôi đi, trả rìu cho tôi. À, mà khoan đã. Có khi nào anh ta ghen ăn tức ở nên kiếm chuyện chia rẽ hai đứa mình không?
Cũng phải. Nếu anh nghi ngờ á, anh cứ tới nhà tôi coi đi. Tôi không những có nhà đẹp mà còn vợ đẹp như tiên nữa. Tôi đâu có rảnh đi chọc phá thiên hạ làm gì. Cảm ơn chị. Bây giờ chị tính sao? Tôi không sao. Tái ông mất ngựa, mất chồng, nhưng lại thấy được bộ mặt thật của kẻ mà mình hết lòng yêu thương. Bây giờ tôi còn phải ăn mừng nữa là. Cha tôi nói đúng thật. Ở hiền ác gặp lành thôi. Tôi cũng mong là chị sẽ gặp may mắn. Thôi, chào cậu tôi về. Anh cứ lo cho mình đi. Lát nữa có khách tới kiếm anh. Khách có đòi cái gì á, anh cứ gật đầu hết. Trời ơi. Trời ơi. Cái cột gì mà nó hết hồn luôn vậy á. Nó bự mà nó đẹp hơn vợ mình luôn á. Trời ơi. Đẹp dữ vậy ta. Đẹp thiệt. Nè, hôm nay á, tôi đem hai cái rượu giả tới cho anh đó. Anh trả được bao nhiêu á thì anh trả. Hồi sáng thì tôi có nói vậy, nhưng mà hồi nãy có người mang hai cái rượu thật trả cho tôi rồi. Tôi không cần nữa. Vậy hai người đem về mà trưng cho đẹp. Tại sao á, chú làm cái gì chú cũng hên hết vậy. Còn anh làm gì cũng xui hết á. Vớ phải cái thứ gì. Nè, anh nói cái gì vậy? Anh nói thiệt đó nha. Anh muốn hên một lần giống chú coi sao. Mà không có được. Chú dám đổi ngàn với tôi không? Có nghĩa là cái gì của chú sẽ thuộc về anh, mà cái gì của anh sẽ thuộc về chú. Được không? Được không? Dạ. Thiệt hả? Ấy, đổi vợ luôn nha. Đúng là cái đồ chết bầm mà. Mà thôi, như vậy cũng hay. Thả là thiếp về với chàng còn hơn sống chung với cái đồ bội bạc như vậy á. Thôi, mình đi nha chàng. Nè, tặng luôn cho hai cây rìu đó, giữ đi. Mình đi thôi chàng. Chắc chàng cũng mệt rồi đúng không? Để em đánh vai cho chàng nha. Tôi không định lấy nhà của người ta làm nhà của mình. Cho nên là... Chị Tam ơi, cái gì của chị tôi xin trả lại cho chị. Cô nàng, đây là một ít lộ phí, nàng cầm đi rồi kiếm việc gì đó cho đàng hoàng mà sinh sống. Cảm ơn cậu, đúng là ở hiền gặp lành mà. Nhìn người đẹp cái hết đau luôn rồi. Nhìn nàng mà ta tái tê luôn, rần người luôn. Vậy sao? Vậy ta sẽ cho ngươi tê tái luôn. Nàng là ai? Tại sao ta đang ở bãi đất trống? Hả? Ông là ai? Đây là sự trả giá cho lòng tham của ngươi đó. Đây là tài sản duy nhất của nhà ngươi. Hai cái rượu giả ta trả cho ngươi đó. Ta đi đây. Ông Bụng, ông Bụng, ông đâu rồi? Trả nhà lại cho ta. Tài sản của ta đâu rồi? Tài sản duy nhất của mình là hai lưỡi rìu này thôi sao? Không thể nào. Không thể nào. Trả lại tài sản cho ta.